À, đầu buổi thì tiếp tục thầy nói về cái dạng bài tập tiếp của cái phần là dấu của nhị thức bậc nhất nhá nhỉ. Vẫn là dấu của nhị thức bậc nhất. À, xong cái này thì thầy sẽ sang phần lý thuyết tiếp theo luôn. Thì đầu tiên là thầy nói về những cái dạng bài tập này này. Cái dạng bài mà bất phương trình nhá. Bất phương trình mà chứa dấu giá trị tuyệt đối. Bất phương trình chứa trị tuyệt đối. Nào, thế thì cách xử lý ở đây sẽ như thế nào? Thầy sẽ đưa ra một vài dạng cơ bản. Nha, một vài dạng cơ bản chúng ta hay gặp. Ví dụ chẳng hạn trường hợp là trị đối của f. Đây, trị đối của f. Ở đây là f, đây là các cái mình hiểu nó là các cái hàm nhá. Giờ trị đối của f ví dụ là nhỏ hơn g. Đấy, ví dụ nó có hai hàm luôn, thì đối f nhỏ hơn g thì bạn sẽ tương đương lấy ra là gì, trừ g nhỏ hơn f và nhỏ hơn g, tức là gì, tức là bạn sẽ kẹp cái f giữa hai cái giá cái hai cái đối nhau là trừ g với g. Các bạn kẹp cho thầy vào nhá, kẹp cái con f vào giữa hai thằng đối nhau là trừ g với g, ok chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, à quên, ở đây phải có thêm một thầy điều kiện đó, bởi vì thực ra đây nếu mà thầy xét đây là hàm nhé, g là hàm ấy, thì g đang lớn hơn một giá trị đối, tức là g em là phải lớn hơn không nhá, g lớn hơn không. Cái dạng thứ hai các em có thể gặp, tất nhiên là đây mình học, nếu học thì thường đa phần của mình nó chỉ là các con số thôi nhá, đa phần nó chỉ là các số thôi. Đấy, ví dụ ở đây này, nếu mà là trị đối f nhá, cái dạng dễ hơn đấy, đó là trị đối của f nhỏ hơn một cái số m, với m là dương nhá. Nếu mà bạn tương đương mà ra là trừ m nhỏ hơn f nhỏ hơn m. Cái này thì thầy đã nói với các bạn nhiều lần rồi. Bạn nào học từ lớp 9 thì chúng ta làm từ lớp 9 rất nhiều rồi. Được chưa? Trường hợp nữa này, đó là trị đối của f lớn hơn g. Thì tương đương này, chúng ta có hai khả năng xảy ra. Khả năng nhất, nếu mà cái con gx của em ấy. Đấy, nếu gx của mình mà là cái thằng nhỏ bằng 0 thì điều này đều luôn đúng. À không, nhỏ hơn không thôi, không có dấu bằng. Gx mà nhỏ hơn không thì điều này luôn đúng. Bởi vì sao? Vì trị đối thì hiển nhiên là lớn bằng không. Cái về về trái này luôn luôn lớn bằng không. Mà nếu với phải ở đây theo như cái này là nhỏ hơn không thì điều này luôn đúng rồi. Đấy, vậy thì gì? Ở đây mình sẽ chỉ cần thêm một điều kiện để cho fx xác định thôi. Đấy, fx chỉ cần xác định thôi. Còn nếu đã xác định rồi thì thôi bỏ điều kiện dưới này đi. Đấy, trường thứ nhất. Trường thứ hai này. Nếu gx của em mà lớn bằng không thì em sẽ chia cho thầy ra hai trường hợp, hoặc là f đấy, hoặc là f là lớn hơn g, hoặc là fx của em là nhỏ hơn trừ g đấy. Tức là các bạn sẽ làm quen dần những cái hệ điều kiện kiểu như này đi, tức là nó tầng tầng lớp lớp, hoặc tròn hoặc vuông lung tung hết cả lên đấy. Cái mình nhớ là phải giải nhớ các cái quy luật về về cách kết hợp nghiệm ở những cái hệ này này. Thế ngoặc tròn kết hợp như nào, à, ngoặc nhọn kết hợp như nào, rồi ngoặc vuông kết hợp như nào thì phải nhớ. Giờ đây thì đây là hai dạng cơ bản chính. Còn ví dụ nếu mà dạng dễ hơn của cái này này, đó là trị đối của f của em nó lớn hơn một số m. Tất nhiên là m ở đây mà nếu âm rồi hiển nhiên thì không phải làm rồi. Đây m dương. Ngoài sẽ chia ra hai trường hợp là hoặc f là sao lớn hơn m, hoặc là f của em là nhỏ hơn trừ m. Nha, thì đây này là dạng dễ đây này, dạng dễ của cái bên kia. Đấy không? Cái bên này nó mở rộng hơn là gì, cái bên phía phải nó có thể là một hàm nhá, đấy, nó có thể ra một hàm luôn. Bây giờ chúng ta làm thử câu áp dụng rồi nào, ví dụ nhá. Bài số 1 đi, giải bất phương trình câu A. Đấy, thầy sẽ làm mẫu chậm chậm để cho các bạn dễ hình dung nhá. Thì có bất phương trình sau: trị đối của 3 trừ 2x nhỏ hơn x cộng 1. Được chưa? Đấy, trị đối của 3 trừ 2x nhỏ hơn x cộng 1. Thế lúc này bạn để ý nha, rõ ràng này, thì phân tích lại này, rõ ràng cái về bên này là một thằng là trị đối lớn bằng 0. Vậy thì để cho cái trị đối này nhỏ hơn x cộng 1 thì rõ ràng là x cộng 1 của ta bắt buộc phải dương. Đúng không? Đấy, nó bắt buộc nó phải dương. X cộng 1 phải phải dương thì mới được.
Ở đây thực ra là có một cách khác là các bạn có thể phá dấu, tức là bạn chia trường hợp của cái bằng 3 chữ hãy, lúc nào lớn bằng 0 thì nó ra bằng chính nó, lúc nào nó nhỏ hơn 0 thì là nó bằng đối. Đấy là một cách nữa. Vậy là thầy làm theo kiểu này nhá, dùng cái hệ vừa rồi. Nào, cái này là trường hợp 1 thôi đúng không? Trường hợp 1 chỉ đối f nhỏ hơn g này. Thì thứ nhất bạn cho điều kiện g trước đi, là g là x cộng 1 của tôi là gì? Phải dương hẳn, lớn hơn 0. Sau đó kẹp thằng kia vào, kẹp cái thằng 3 chữ hãy vào, nó sẽ nhỏ hơn x cộng 1 này và lớn hơn đối của nó là trừ x trừ 1. Được không chưa? Tức là mình sẽ ra là x lớn hơn âm 1. Cái này mình tách ra hai cái bất phương trình cho thầy. Đây, cái bất phương trình này trước này. Tách ra cái này. Tức là gì? Trừ x trừ 1 nhỏ hơn 3 trừ 2x. Và tách ra cả bên này nữa. Đấy, hai cái vế bên này này. Tách ra. Là gì? 3 trừ 2x thì nhỏ hơn x cộng 1. Để cho các em giải ra thôi. X lớn trừ 1 này. Chuyển vế sang bao nhiêu nhỉ? Chuyển vế trừ 2x sang thì thành là x nhỏ hơn 4. Chuyển cái này sang thì thành là 3x lớn hơn 2. Như vậy là x lớn trừ 1 này. X nhỏ hơn 4 này. X lớn 2 phần 3. Cái này em vẽ trục số em kết hợp. Bây giờ vẽ trục số em kết hợp này. Thầy vẽ nhanh này. Trừ 1 này. 2 phần 3 này. 4 này. Lớn trừ 1 đây. Nhỏ hơn 4 đây. Nó lại lớn 2 phần 3. Đây. Vậy chốt lại em sẽ lấy là gì đấy? 2 phần 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn 4. Được chưa các bạn? Nha, đây sẽ là kinh nghiệm cuối cùng ở trong cái câu này của mình. Thì các bạn nhớ kết luận tập nghiệm cho thầy. Đúng rồi nhé. Vậy, bất phương trình có cái tập nghiệm S bằng này, như vậy là khoảng từ 2 phần 3 cho đến 4. Nhá, thế vậy là câu này chốt lại này. Nhớ là nó dạng là trị đối F nhỏ hơn G. Thì tương đương đầu tiên em cho G có thể dương hẳn. Thứ hai là em kẹp vào. Trừ G nhỏ hơn F nhỏ hơn G. Đấy, các em có thể lấy em ghi công thức ra đóng khung ra bên cạnh này. Là câu này dùng cái hệ điều kiện này để giải quyết luôn. Đấy là câu A. Câu B. Nào, câu B để cho một trường hợp khác này. Ví dụ câu B để cho như này nhá. Có thể dạng phân thức như này này. 2x trừ 1 trên x trừ 1 lớn hơn 2. Tức là bây giờ cái vế phải của em là một số cụ thể. Và số này, số 2 hiển nhiên là dương rồi. Hiển nhiên dương rồi thì vậy nó rơi vào dạng dễ đúng không? Chúng ta sẽ tương đương này. Chúng ta thấy là khi nó lớn hơn 2 thì mình ra hai trường hợp. Hoặc là cái 2x trừ 1 này của ta trên x trừ 1 này phải gì? Phải lớn hơn 2. Hoặc là cái 2x trừ 1 trên x trừ 1 phải nhỏ hơn trừ 2. Đúng nhỉ? Tất nhiên là điều kiện ở đây nhá. Mình có điều kiện là x trừ 1 khác 0, tức là x khác 1. Cứ ghi thêm ở đây cho chặt chẽ này. Còn tí kiểu gì mình giải mình cũng có điều kiện này mà. Sau đó các em chuyển hết cho thầy sang một vế. Chuyển trừ 2, chuyển sang trừ 2 lớn 0 này. Hoặc này. 2x trừ 1 trên x trừ 1. Chuyển trừ 2 sang này cộng 2. Nhỏ hơn 0. Đến đây các bạn giúp thầy bạn quy đồng lên. 2x trừ 1 này, trừ đi 2x cộng 2 trên x trừ 1 lớn hơn 0. Cái này sẽ là 2x trừ 1 cộng với 2x trừ 2 trên x trừ 1 nhỏ hơn 0. Trên thì mình thấy 2x hết nhỉ? 2x cứ trừ 2x hết rồi. Vậy tử của em thì ra là 1 trên x trừ 1 lớn 0. Bên này thì ra là 4x trừ 3 trên x trừ 1 nhỏ hơn 0 đúng không? Thì thầy đến đây thì đánh cái này là 1 này. Coi như bất phương trình là bất phương trình 1, đây là 2. Thì thầy sẽ giải riêng từng thằng ra trước. Thế là thầy giải riêng từng thằng ra, sau đấy thầy đi thì kết hợp lại với nhau. Đó, ví dụ là với 1 nhá. Nào, y xuống y thứ nhất này, giải 1.
thì là 1 trên x trừ 1 lớn 0, thì tử tử là 1 dương rồi, tương đương là x trừ 1 của ta phải dương, vậy tương đương thì ta x lớn hơn 1, và nó đương nhiên nó cũng thỏa mãn là x lớn hơn x khác 0 rồi, x khác 1 rồi. Đấy, như vậy là cái con 1 này này, cái con 1 này này thì nó đã ra nghiệm được rồi nhá. Giờ đứng không thì giải 2. Giải 2 là 4x trừ 3 trên x trừ 1 nhỏ hơn 0. Được chưa? Thì cái này chúng ta có thể ứng dụng dấu của nhị thức bậc nhất vào đây. Thì chúng ta làm tiếp. Thì hôm trước cái làm của mình là gì? Đầu tiên là gì? Mình giải riêng dấu của nó, giải nghiệm một từng thằng đã. X bằng 3/4. Được chưa? Tiếp tục x trừ 1 bằng 0. Tương đương là x bằng 1. Chính là cái nghiệm của mẫu đấy. Sau đó các lập bảng sẽ dấu ra. X này. 4x trừ 3 này. X trừ 1 này. Và em có thể ghi là về trái hoặc là 4x trừ 3 trên x trừ 1. Kẻ cho thầy bảng ra. Đấy, kẻ ra nhá. Nào, vậy có hai giá trị là 1 với 3/4. 3/4 bé hơn. Đây bằng 0 này. Đây bằng 0 này. Nghiệm mẫu là 1 thì là 2 vạch. Nghiệm tử thì là bằng 0. Sau đó điền dấu như bình thường này. Phải cùng. Trái khác. Dạ. Phải cùng này. Trái khác. Như vậy là đây sẽ là gì? Dấu dương. Âm và dương. Người ta cần dấu thì dấu nhỏ hơn 0. Tức là cần cái miền này này. Đúng nhỉ? Cần miền này. Tức là từ 3/4 cho đến 1. Vậy thì rõ ràng là từ cái bảng biến bảng xét dấu này thì mình sẽ thấy là cái vất phương trình 2 nhá sẽ tương đương là gì? 3/4 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Nào, thế bây giờ đến như vậy là hệ phương trình của mình nhá, nó sẽ tương đương này. Bất phương trình đầu tiên mình ra là x lớn 1. Đây là dấu hoặc, sorry các bạn. Cái này dấu ngoặc vuông hoặc x lớn 1. Cái này cũng thỏa mãn nhá, thỏa mãn x khác 1 rồi. X lớn 1 này. Cái dưới đây thì để ra là gì? 3/4 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Đấy, tức là bạn ra như này. Bạn có thể kết hợp hai thằng này vào nhau. 3/4 đây. Cho đến 1 đây. Rồi 1 đến dương vô cùng đây. Tức là các bạn chỉ cần bỏ mỗi cái phần này và cộng với bỏ điểm 1 nữa thôi. Bỏ điểm 1 này với bỏ cái phần nhỏ hơn bằng 3/4 ấy. Bỏ này này. Đúng nhá? Đấy, các bạn chỉ cần bỏ như vậy thôi. Thế vậy thì cái này có thể viết như này hoặc là viết gọn lại một chút cũng được. Em có thể viết là tương đương là gì? X ở đây thuộc tập hợp gì đây? Em có thể là lấy khoảng từ 3/4 đến dương vô cùng. Được chưa? Trừ đi cái phần tử là 1. Hoặc là em viết là gì? X thuộc hai cái khoảng hợp vào nhau. 3/4 đến 1. Hợp với 1 đến dương vô cùng. Được chưa? Đấy thì hai cái cách kết luận này đều được chính xác các bạn nhé. Và bạn có thể kết luận tổng nghiệm lại. Chúng ta làm câu kết luận lại tập nghiệm nha. Vậy bất phương trình này có cái tập nghiệm S bằng này. Chết, cái này bạn ghi thầy dấu hợp ở đây nhá, thầy ghi thiếu dấu hợp nhá. Đấy thì em ghi cách nào cũng được. 3/4 đến dương vô cùng trừ đi phần tử 1 hoặc là bằng là gì? 3/4 đến 1 hợp với 1 đến dương vô cùng. Cách nào cũng đúng các em nhé. Được chưa? Đấy là câu B nhá. Nào câu C này. Ví dụ trong trường hợp mà nói chung nó không đến mức phức tạp cho hẳn phân thức như vậy. Chúng ta chỉ cho một cái đơn giản thôi. Ví dụ là x cộng với 12 lớn bằng là trị đối của 2x trừ 4. Chẳng hạn thế này. Đấy, thì bạn để ý trị đối f có phải mình nếu mình viết xuôi lại nhá, mình thành là trị đối của 2x trừ 4 đang nhỏ hơn là bằng x cộng 2 bằng 12 đó, tức là lại là dạng là trị đối f nhỏ hơn g, nhỏ hơn hoặc bằng, đúng không? Thì tương đương ở đây này, cái x cộng 12 nhá, các bạn để ý này, cái về bên trái của ta là một cái căn bậc 2, một cái trị đối lớn bằng 0. Vậy thì về phải mà lại lớn bằng cái thằng đấy, vậy thì thằng này nó chỉ cần lớn hơn hoặc bằng thôi. Bởi vì sao? Vì ở đây nó có dấu bằng. Chứ nếu ở đây không có dấu bằng thì như vừa nãy mình làm nó sẽ dương hẳn.
đúng không nhỉ? Nên làm nó dương hẳn. Còn nếu có dấu bằng nó sẽ gì? Nó sẽ có dấu bằng. Tức là x cộng 12 của em phải là gì? Lớn hơn bằng 0. Để chắc chắn là cái này nó đúng đã. Sau đó em sẽ chia là gì? Cái 2 trừ 4 em sẽ kẹp giữa hai cái giá trị đối nhau là x cộng 12 và trừ x trừ 12. Hiểu không nhỉ? Đó. Tương đương nha, chỗ này là x sẽ lớn bằng âm 12 này. Dưới đây mình tách thành hai cái. Tách thành hai cái riêng. Trừ x trừ 12 sẽ nhỏ bằng 2x trừ 4. Được chưa? Và 2x trừ 4 sẽ nhỏ bằng x cộng 12. Tương đương này. X lớn bằng trừ 12 này. Cái này chuyển vế sang thành 3x lớn hơn được bằng trừ 12 mà lại cộng với 4 là gì? Trừ đi 8. Cái này chuyển sang là x sẽ nhỏ hơn bằng là 16. X lớn bằng trừ 12 này. X lớn bằng là trừ 8 phần 3 này. Và x nhỏ bằng 16. Vậy rõ ràng mình kết hợp nghiệm lại mình sẽ ra là gì? Trừ 8 phần 3 nhỏ bằng x nhỏ bằng 16. Đúng nhỉ? Đấy, trừ 8 phần 3 nhỏ bằng x nhỏ bằng 16. Em vẽ trục số ra sẽ thấy ra như này thôi. Và kết luận lại là vậy. Bất phương trình có cái tập nghiệm S bằng này, như vậy chúng ta sẽ là đoạn, đúng không? Trừ 8 phần 3 cho đến 16. Nhá, trừ 8 phần 3 đến 16. Đây là cái nghiệm cuối cùng của cái câu này. Vậy thì ghi lại cái dạng này một chút nhá. Tức là cái dạng này nó là biến thể. Tức là trị đối F nó không phải nhỏ hơn hẳn nữa mà nhỏ hơn được bằng G. Thì lúc này với điều kiện của ta ấy, thì G của em chỉ cần là cho lớn hơn bằng 0 thôi, chứ không cần lớn hơn hẳn. Và cũng kẹp giữa Gx nhỏ hơn hoặc bằng F trừ x nhỏ bằng F nhỏ bằng G. Đấy nhá. Thì đây là cái hệ điều kiện cho cái ý ở câu C. Đấy, các em lưu ý là khi nó có dấu bằng là mọi thứ nó cũng khác khác đi rồi đấy nhá. Tuy nhiên ở trong câu C này thì có một cái trường hợp mà như thế này, các bạn có thể gặp trong trường hợp trắc nghiệm. Thì mở rộng một chút nha. Mở rộng này. Câu này nếu mà đưa vào câu trắc nghiệm. Câu này mà đưa vào trắc nghiệm này. Thì người ta có thể hỏi mình như này. Người ta không hỏi tập nghiệm đó nha. Hỏi tập nghiệm thì lại là bình thường quá. Người ta hỏi là gì? Có bao nhiêu nghiệm nguyên. Nghiệm nguyên nha. Của cái bất phương trình này. Câu hỏi về số lượng ấy. Có bao nhiêu nghiệm nguyên của bất phương trình này? Bao nhiêu nghiệm nguyên? Thì bây giờ rõ ràng mình phải lại làm thêm ra đưa tác nữa là mình đếm nghiệm. Mình đếm nghiệm nhá. Bạn thì kiểm tra cho thầy này. Cái trừ 8 phần 3 đến 16. Đây này. Nó đang của mình là trừ 8 phần 3 này. Đến 16. Thì trừ 8 phần 3 nó là xấp xỉ bao nhiêu các bạn nhỉ? Kiểm tra để cho thầy máy tính là cái này xấp xỉ bao nhiêu? Đổi ra số thập phân. Có phải là âm 2 phẩy mấy không? Âm 2 phẩy mấy? Âm 2,666 thì phải. Cái này là 16 là nguyên rồi nhá. Thế vậy rõ ràng là kinh nghiệm của em ấy, trong cái khoảng từ âm 2 phẩy mấy đến 16. Đấy, mà x này lại thuộc z. Đến là x sẽ thuộc tổ hợp nào? Lớn hơn âm 2 phẩy mấy thì số gần nhất là âm 2. Âm 1, 0, 1 thì vân vân. Và số lớn nhất là 16. Vậy ở đây bạn phải đếm từ 1 cho đến 16 đi. Là 16 số. Còn từ 0 trở ngược với âm 2 là 3 số. Vậy tổng kết ở đây mình ra là gì? 19 nghiệm nguyên. Được chưa? Và cái này nó lên dáng vấn đề là mình phải đi mình đếm. Đúng nhỉ? Chúng ta phải đi chúng ta đếm. Hoặc ngoài ra họ có thể không hỏi nghiệm nguyên, họ hỏi là nghiệm tự nhiên. Hay là hỏi là nghiệm nguyên dương, nghiệm nguyên âm. Thì tùy tình huống để mình trả lời cho chính xác nhá. Đấy, hiểu cái vấn đề mở rộng này chưa? Những ai hiểu cái câu này rồi giơ tay thì xem nào. Được
Giờ thì trắc nghiệm người ta có nhiều kiểu hỏi mình lắm. Chứ không phải em cứ biết giải thì là xong đâu nhá. Nhiều bạn giải tốt, nhưng mà lúc mà chọn đáp án ấy, mình đếm cái này đếm ẩu chẳng hạn, là mình sai. Đấy nhá. Các bạn có lại ok chưa? Xong giơ hết tay lên nào. Thế còn Việt Hằng, còn Tú, còn Tấn này. Rồi, bây giờ thầy cho câu tương tự các bạn làm vào vở thầy xem nhá. Nào, để cho quen cái này. Áp dụng. Giải bất phương trình nhá. Em chắc là câu nào làm câu đấy đi. Rồi, làm thầy hai câu này trước nhá. Làm thật cẩn thận đấy. Hệ điều kiện thì nhầm một chỗ thôi là mình hay vứt hết đi cả cái hệ đấy. Thế nào, ở đây các bạn làm phải thật cẩn thận nhá, không là sai nhá. Ví dụ như ở cái hệ này thì giải tiếp này, cho ra cái quả câu A này. Kích nhỏ bằng 3 là ok này. Đây, x lớn 3. Ở dưới thì ra gì nhỉ? Hoặc là gì đây? AX lớn hơn được bằng 1. Chuyển sang đây là 4X. Nhỏ hơn được bằng 7. Không, x nhỏ hơn bằng 3 này. X lớn hơn 3. X lớn bằng 1 phần 2. Hoặc x nhỏ bằng 7 phần 4 à? Em giải đấy giá trị có ra như này không? Có ra đây. Thế giờ phải kết hợp lại. Cái tên này, đoạn này nó hơi dở nhỉ. Cái hệ dưới này. Ví dụ nếu kết hợp cái dưới trước nhá. Đây 1 phần 2 này. 7 phần 4 là bao nhiêu? 7 phần 4 là nó khoảng độ 1 phẩy mấy. 7 phần 4 với 3 lớn bằng 1 phần 2 này. Hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 7 phần 4. Ô, vậy hai cái này gạch, nếu mà kết hợp vào nó gạch đi. À mà nếu mà kết hợp hai này nó ra R. Hợp hai này vào ra R luôn này. Đây là bạn hình dung nhá, hai cái này hợp vào nó ra R. Cái dưới này. Đấy, cái kia là lớn bằng 1/2 nhá. Mà hai thằng hợp vào nhau, tức là mình dấu hoặc, tức là dấu ngoặc vuông đó mình hợp vào. Hợp vào hai cái này hợp vào có phải ra R không? Đây này, hai cái này nhá, hợp vào nhau ra R. Sau đó R lại kết hợp với lớn hơn 3 thì chốt lại nó chỉ ra lớn hơn 3 thôi. Nó bằng 3 hoặc là x lớn hơn 3. Ô, vậy bài này thay cái gì? X nào vào cũng được. Tương đương như nào? Nếu ở đây thì x cực R. Thử kiểm tra xem có được không nhá. Thì thay bất cứ giá trị dụ không vào đúng không? Đúng. Từ 3 xem nào. Từ 3 vào cũng đúng luôn này. Từ 5 xem nào. 5. 5 đến phải ra là 2. Vậy câu này thì câu A vậy ra tập nhận mình là R các bạn ạ. Nói chung câu này trường hợp cũng đặc biệt, ít khi gặp cái này lắm. Đấy, còn câu B thì bạn nhớ chia thầy ra hai nhá, chia thầy ra như này. Bạn kẹp cái con 8 trên x cộng 1 vào, trừ 2 nhỏ hơn 8 trên x cộng 1.
đoạn 2, sau đó bạn tách thành hai cái trường hợp riêng biệt đây. Xét cái này riêng, ví dụ bất phương trình 1 này. Xét cái riêng cái này là 2 này. Được chưa? Đấy thì em có thể viết cái hệ này thành thành một cái hệ ngoặc nhọn. Ngoặc nhọn các bạn nhá. Em có thể viết thành là 8 trên x cộng 1 lớn hơn trừ 2, đồng thời 8 trên x cộng 1 là nhỏ hơn 2. Để em giải từng bất phương trình này riêng ra. Sau đấy em phải lấy dao của hai cái tập nghiệm đấy nhá. Phải lấy hai dao hai tập nghiệm thì mới đúng. Và trên đấy mình lấy là mình lấy hợp. Đấy bên này mình phải lấy dao này. Đấy thì đấy là hai thầy lấy ví dụ mấy trường hợp đầu tiên đấy. AB. Thì bạn nào có chỗ này chưa được các bạn cách vở đi. Về nhà mình xử lý cho nó cẩn thận ở trong vở. Bây giờ thầy nói sang câu khác. Thầy nói sang câu khác. Ở đây thầy nói đến câu C đúng không? Đó ghi cho thầy câu D này. Câu D. Thầy có cái bất phương trình như này. Đấy, câu D bất phương trình của thầy như này. Tức là nó ở đây là gì? Nó chứa hai giá trị tuyệt đối các bạn. Trường hợp chứa nhiều trị tuyệt đối nhá, từ 2 trở lên đấy. Đấy, với những cái bài mà chứa nhiều giá trị tuyệt đối. Chứa nhiều cái dấu này. Thì chúng ta không thể làm những cách như vừa nãy được. Mà cách làm của chúng ta phải như này, chúng ta phải lập bảng xét dấu. Để mình ra mình chia được trường hợp. Chia các trường hợp ra mình phá dấu. Chắc chắn phải làm kiểu này. Nhá. Trường hợp mà chứa nhiều cái này chúng ta thì lập bảng xét dấu ra. Để chia trường hợp phá dấu. Thì ở đây là lập bảng xét dấu nhá của từng thằng. Thì trước khi lập bảng xét dấu các bạn giải nghiệm trước đã. 2 trừ 2 bằng 0. Tương đương x bằng 1. 3 trừ x bằng 0. Tương đương x bằng 3. Sau đó thì có bảng xét dấu. Bạn sẽ xét dấu của cái thằng nào? Để xét dấu hai thằng bên trong trị đối này. Xét dấu hai thằng này nhá. Thằng đầu là x này. Thằng thứ hai là 2x trừ 2. Thằng thứ ba là 3 trừ x. Không có thằng tổng hợp gì cả nhá. Chúng ta chỉ xét ba thằng này thôi. Đấy, tí mình lấy dấu xong rồi mình sẽ chia trường hợp cho mình phá nó ra. Đây các bạn quan sát này. Thì nghiệm đây mình có 1 với 3. 1 này. 3 này. Dương vô cùng này. Âm vô cùng này. Đây là 1 này. Đây sẽ là... Ok. Quy tắc nhá. Phải cùng. Cái khác. Nào phải cùng đây lại là âm này. Cái khác lại là dương. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia thành các khoảng như thế nào. Các em nhìn nhá. Từ bảng xét dấu này chúng ta thấy sẽ chia thành 3 khoảng. Khoảng thứ nhất này. Chúng ta sang này. Khoảng thứ nhất này. Từ âm 1. Từ âm vô cùng cho đến 1. Đấy, thì một thằng là mang dấu trừ, một thằng mang dấu cộng. Tiếp theo từ 1 cho đến 3. Và một khoảng nữa vào từ 3 là dương vô cùng. Thì thông thường người ta sẽ đặt dấu bằng vào cái trường hợp lớn hơn đấy. Ví dụ là sẽ chia thành 3 trường hợp như này. Nhà trường hợp thứ nhất là gì đây? X nhỏ hơn 1. Còn tiếp tục là 1 nhỏ hơn bằng X nhỏ hơn 3. Và đây X lớn bằng 3. Hiểu ý không nhỉ? Tức người ta sẽ chia trường hợp và thường đặt dấu bằng vào cái trường hợp là gì? Lớn hơn đấy. Đấy, vào cái vế lớn hơn đấy. Đấy. Thì bảng dấu của mình sẽ như thế này. Sau đó mình chia ra trường hợp ra này. Trường hợp 1. Nếu x nhỏ hơn 1. Nếu này mình suy ra này. Có phải theo bảng này là 2x trừ 2 của mình là âm không? Còn 3 trừ x của mình là dương không? Đấy, suy ra vì là một thằng âm nhá. Nên là trị tuyệt đối của nó sẽ bằng đối là bằng 2 trừ 2x. Còn thằng này dương thì gì ạ? Trị đối của 3 trừ x bằng chính nó. 3 chữ x. Dụ bất phương trình lúc đầu thì đánh là 1 nhá. Vậy lúc này là 1 trở thành. Đấy, nhưng mà mất hết dấu trị tuyệt đối rồi. Vậy là 2 chữ 2x này. Cộng với 3 chữ x. Lớn hơn 3. Giải tiếp này. Giải tiếp này chúng ta ra gì nhỉ? Như vậy là 5. Trừ đi 3x. Lớn hơn 3. Hay là gì đây? 3x của tôi là nhỏ hơn mấy nhỉ? 3x nhỏ hơn 2. Hay là hình ra là x nhỏ hơn 2/3. X nhỏ hơn 2/3 thì nó sẽ thỏa mãn x nhỏ hơn 1. Nha, thỏa mãn x nhỏ hơn 1. Em nhớ về đối chiếu điều kiện ở đầu cái trường hợp này nhá, đây này. Nhớ đối chiếu cái này thì thỏa mãn rồi. Thỏa mãn nhá. Đấy, con chơi trường hợp 1 thầy xong. Tiếp tục xuống dưới trường hợp 2. Nếu này 1 nhỏ bằng x nhỏ hơn 3. Lúc này suy ra dấu này. Hai thằng này mang dấu dương đúng không? 2x trừ 2 lớn 0. Đấy, 3 trừ x cũng lớn 0. Thực ra là 2x trừ 2 nó có dấu bằng.
Đấy, bạn nhìn vì nó có nghiệm ở đây này. Tại vì nó có nghiệm chỗ này này. Nên nó có dấu bằng ở chỗ 1. Vậy suy ra là 2x trừ 2 trị tuyệt đối bằng chính nó. Bằng 2x trừ 2. Và trị đối của 3 chữ x cũng bằng chính nó. Bằng 3 chữ x. Đấy, lúc này là 1 trở thành. 1 trở thành này, lúc này là gì? 2x trừ 2 này. Cộng với 3 chữ x. Lớn 3. Thu gọn lại nhá. Như vậy thành là x cộng 1 lớn 3. Tương đương là x sẽ lớn hơn 2. X lớn hơn 2. Lúc này thì sẽ kết hợp. Kết hợp với điều kiện ở đầu trường hợp là 1 nhỏ bằng x nhỏ hơn 3. Thì thấy ra là gì? 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Thế, ra, thế vậy điều kiện vậy kết hợp ở trên mình ra này này. Trường 1 ra trường hợp 2 ra này. Nào, sang trường hợp 3 này. Trường hợp 3. Nếu x của tôi lớn hơn là bằng 3. Cũng phải suy ra này. 2x trừ 2 của tôi là sẽ lớn hơn 0. Sẽ lớn 0. Còn 3 chữ x của tôi, nhìn trong miền này nó sẽ âm đúng không? Và thằng này vì em nhìn nó có dấu bằng ở đây không? Nó có dấu bằng ở đây này. Thêm dấu bằng vào. Nhỏ hơn là bằng 0. Thực ra thêm dấu bằng vào nó chỉ để cho cái này nó chính xác hơn thôi. Chứ còn chỉ đối phá ra nó vẫn thế. 2x trừ 2 lớn 0 bằng chính nó. 3 chữ x nó nhỏ bằng 0 nên bằng đối của nó. X trừ 3. Giờ lúc này 1 trở thành. 2x trừ 2 này. Cộng x trừ 3 này. Lớn 3. Tương đương vậy ra là 3x trừ 5. Lớn 3. Vậy có phải ra là 3x lớn hơn 8. Đúng không? X sẽ lớn hơn 8 phần 3. 8 phần 3 nó gần 3 rồi. X lớn hơn 8 phần 3. Nếu mà kết hợp với lại x lớn hơn là bằng 3. Kết hợp x lớn bằng 3 thì cuối cùng chốt lại là mình sẽ lấy x lớn bằng 3 đúng không? Đây, vậy là trường hợp 3 thì ra giá trị như này. Bây giờ sau khi giải các trường hợp ra xong thì công việc của ta phải kết hợp nghiệm của nó lại. Đây, mình có 3 trường hợp đây đúng không? Nghiệm thì đã kết hợp xong với điều kiện của từng cái rồi. Đấy, em nhìn điều kiện của đầu từng hợp nhá, nhớ phải có cái bước kết hợp lại hoặc là đối chiếu đấy. Bây giờ chúng ta phải hợp ba cái thằng màu cam thầy vừa tô à. Các bạn phải hợp ba thằng này vào. Như vậy là tầm nghiệm S của ta nhá. Nó sẽ bằng này. Nhỏ hơn 3, 2 phần 3 tức là âm vô cùng cho đến 2 phần 3. Em sẽ hợp với cái thằng thứ hai là gì? Từ 2 cho đến 3. Hợp tiếp là gì? 3 đến dư vô cùng. Vậy thì hai cái khoảng sau này có phải nó ghép vào nhau. Vậy thành là âm vô cùng cho đến 2 phần 3. Em hợp với lại gì? Khoảng từ 2 cho đến dư vô cùng. Đây sẽ là cái quả cuối cùng của mình này. Được chưa? Đấy, giải ba cái xong thì nhớ phải hợp vào. Nhá, phải hợp vào thì mới đúng được. Này, hợp vào. Rồi, những ai hiểu câu này giơ tay thì xem nào. Đấy, khi thường các bài đưa trị đối vào cái độ khó nó tăng lên. Em nhá. Lúc mà giả phá xong trị đối thì nó về những câu quen thuộc mình làm thôi. Và phổ biến. Rất là quen thuộc nhưng mà trước khi mà nó ấy là nó sẽ gặp vấn đề như này nhá. Nào các bạn khác tranh thủ nhá. Nào các em xong em hiểu rồi em giơ tay. Để thầy sang câu khác. Bây giờ các bạn làm luôn cho thầy vở một câu thế này, áp dụng câu này. Áp dụng em giải bất phương trình. Thầy có câu sau đây này. Nha, làm tương tự ở trên. Chúng ta đấy trường hợp này lại xuất hiện hai chỉ tuyệt tuyệt đối. Đây. Ở đây đúng không? Thế các bạn chia trường hợp cho thầy đi. Lập bảng xét dấu để phá dấu.
Thì các bạn bài này nhớ chia cho thầy các trường hợp nhá. Đây ví dụ thầy nhớ để ý cho thầy các trường hợp. Ở đây mình có hai giá trị cho này nghiệm là 3 này. Đây là nghiệm là âm 1/3 này. Thì mình có thể chia ra 3 các trường hợp là ví dụ x nhỏ hơn trừ 1/3 thì ra cái gì? Rồi là gì? Trừ 1/3 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 3 ra gì? Và x lớn hơn bằng 3. Thì cả nó đặt dấu bằng và cái trường hợp cạnh nó cũng được nhá, không vấn đề gì đâu. Không có sai nhá. Cái dấu bằng đặt vào đâu cũng được, nhưng mà chỉ đặt một trong hai bên thôi. Ví dụ dấu bằng đã đặt ở trên ở chỗ 3 trên này rồi thì dưới đây không đặt nữa, chỉ đặt một trong hai chỗ thôi nhá. Đấy, nhớ cách xử lý như vậy. Và sau khi giải xong cái bất phương trình này, nhớ quay lại các điều kiện đầu trường hợp. Và chốt lại cuối cùng cái tập nghiệm cuối S, bạn sẽ lấy 3 cái S1 được chưa? Hợp với S2, hợp với S3 nhá. Đấy, 3 cái tập nghiệm hợp vào nhau. Thì đấy là cái bài tập mà chứa giá trị tuyệt đối. Thì hôm nay thầy phân tích đến đây. Bạn ghi thầy sang cái chủ đề tiếp theo của cái chương này nha, ghi sang chủ đề tiếp theo này. Bài này thì học ngắn thôi, nói tí là xong. Ghi cho thầy này. Đây là chủ đề thứ tư, chủ đề 4. Đó là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Yeah, bất phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Nói chung là bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhá. Thì lý thuyết của nó như sau. Nào, ở phần A. Lý thuyết. Bài tập phần này nó cũng cơ bản thôi, đa phần toàn là vẽ hình với lại nhìn đồ thị. Yeah, không có gì khó cả. Phần 1 này. Chúng ta nói về bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bậc nhất hai ẩn. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Ok. Thế nào, bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình như thế nào? Nha. Là bất phương trình mà có dạng. Dạng như sau này, với trái của em sẽ là AX cộng BY. Chưa, AX cộng BY. Và cái dấu này của chúng ta nó có thể là một trong các dấu sau này lớn hơn. Với phải là một số C ở đấy nhá, lớn hơn này, nhỏ hơn này, lớn bằng, nhỏ bằng. Đấy, nói chung là một trong bốn cái dấu này. Đấy. Thì cái bất phương trình này là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hai ẩn ở đây của chúng ta là hai thằng X và Y. Mà rõ ràng mà để ý, nếu trong một bất phương trình hay phương trình nhá, có một bất phương trình thôi mà lại có hai ẩn thì chắc chắn nó không thể giải triệt để ra luôn là x bằng y và y cụ thể là bao nhiêu được, đúng nhỉ? Đấy, x y thì không thể nào giải cụ thể ra bao nhiêu được. Và chúng ta nhớ cho học hồi lớp 9 ấy, khi chúng ta học về cái phương trình bậc nhất hai ẩn ấy là ax cộng bi bằng bằng c ấy, thì bạn chỉ có thể rút được ra thôi. Ví dụ là rút bi nhá bằng c trừ đi ax, sau đó rút y ra thì y có thể bằng gì, trừ a trên b nhân x cộng với c trên b kiểu như này này, tức là hoàn toàn có thể rút được một cái đường thẳng. Nha, một đường thẳng biểu diễn cái tập nghiệm cái này, tức là nó có vô số nghiệm. Thấy chưa? Thế vậy ở đây nó cũng có vô số nghiệm. Và chúng ta hiểu là nó có một miền nghiệm để biểu diễn cho cái bất phương trình này. Nhá. Đấy, miền nghiệm biểu diễn bất phương trình này. Và bạn thêm cho thầy cái điều kiện ở đây này. Ở đây điều kiện nó là A với B. AB thì không đồng thời bằng 0. Đấy, không đồng thời bằng 0. Ví dụ nếu bằng 0 ấy thì chỉ một thằng bằng 0 thôi. Hay là điều kiện này người ta phải viết thành là A bình cộng B bình lớn hơn 0 hoặc là khác 0 cũng được. Cũng chính là cái điều kiện này. Đấy, khi viết thế này chắc chắn là hai thằng này không đồng thời bằng 0. Rồi, ok, đây là bất phương trình. À, ý thứ hai, ý thầy là tập hợp các điểm mà có tọa độ này là nghiệm của bất phương trình hay làm cho bất phương trình nó nghiệm nó đúng đấy. Đấy, nó sẽ gọi là miền nghiệm nhá, của nó là miền nghiệm bất phương trình, gọi là miền nghiệm bất phương trình. Nhớ thầy cái tên gọi là miền nghiệm bất phương trình. Thế bây giờ thầy được hướng dẫn các bạn đến cách xác định miền nghiệm
Ai, cái ý này là ý quan trọng. Anh ngôi sao này. Cách xác định miền nghiệm của bất phương trình nha, dạng là AX cộng BY. Đấy, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn bằng, nhỏ bằng. C. Được chưa? Nào, bây giờ hướng dẫn cách xác định cái thằng này. Thứ nhất, để xác định được cái thằng này này thì bước phải chia các bước như sau. Nào, bước một này là em phải, đầu tiên em phải vẽ được cho thầy cái đường thẳng, vẽ được cái đường thẳng AX cộng BY bằng C đã ở trên mặt phẳng tọa độ, tức là em thay cái dấu này thành dấu bằng cho thầy, vẽ cho thầy đường thẳng này. Thì em để nguyên đây này, em vẽ được, mà em thích em chuyển thành cái dạng là y bằng bao nhiêu đấy em vẽ cũng được. Ok chưa? Đấy, thường là như thế này thì em nên đưa về, hoặc là nên đưa về dạng để vẽ. Nên đưa về dạng là y bằng cái gì đấy. Là rút y theo x đấy. Đấy thì vẽ nó sẽ dễ dàng hơn nhá. Đây là bước 1 của mình. Bước 1 là vẽ cái đường này. Sau khi vẽ xong này, sang bước 2. Bước 2. Thì mình sẽ lấy một cái điểm, lấy một điểm M tọa độ là x0, mà cái này cụ thể nhá, lấy là tùy thuộc vào mình. Lấy một điểm là M tọa độ x0 mà không thuộc vào cái đường thẳng này, ví dụ đường thẳng trên này thì gọi là delta nhá. Không thuộc vào thẳng delta này. Nhá. Lấy ra điểm M tọa độ x0 không thuộc delta. Thì ở đây chúng ta có một số kinh nghiệm này. Về kinh nghiệm để chọn M nhá. Thì cái dễ nhất là em hãy chọn luôn M là điểm là gốc tọa độ O không ấy. Đấy, dễ nhất là chọn M trùng với O. Nhưng có những trường hợp là O nằm luôn trên đường thẳng thì không chọn O nữa. Cách hai là em có thể chọn những cái điểm, ví dụ là điểm M, ví dụ là em có thể lấy là hoành độ bằng 0, tung độ bằng cái gì đấy. Đấy, có thể nó khác. Nếu mà cái cách đầu tiên không được thì em có thể chọn là hoành tung độ bằng 0, hoành độ thì bằng cái số khác. Thế hiểu nhỉ? Nói chung là phải gì, ưu tiên là để chọn nhiều số 0 nhất. Hãy chọn tọa độ mà có nhiều cái số 0 nhất có thể. Chọn thế này thì lát nữa làm nó dễ, hiểu không nhỉ? Chọn thằng nào có nhiều số 0 nhất có thể. Đấy, nhiều số 0 nhất là thằng gốc O. Còn không thì em ưu tiên em chọn những thằng nào ví dụ có hoành bằng 0 hoặc có tung bằng 0. Được chưa? Đấy là bước 2, chọn thay cái thằng này. Sau đó đến bước số 3 này. Bước 3, các bạn sẽ thay cái x0 y0 vào cái bất phương trình. Đấy, vào bất phương trình để bài cho. Ví dụ thằng hạn thầy chọn đây là cái bất phương trình là AX cộng BY lớn hơn C nhá. Ví dụ thầy chọn là này, lấy mẫu là thằng này đi. Thằng khác tương tự mà. Đấy, thay vào, ví dụ lúc ấy thay vào nó thành cái gì? Thay vào ví dụ thành là AX0 cộng BY0 lớn hơn C. Đấy, thì đây này, nó có hai khả năng xảy ra này. Đấy, nó có hai khả năng xảy ra. Nó có thể là cái này thành một cái mệnh đề ấy. Thì đây nó có thể đúng hoặc có thể sai. Đấy, đúng là ra điều gì, điều luôn đúng ở đây này, ví dụ là 4 hơn 3 chẳng hạn, đúng là mình ra luôn đúng ấy. Sai ví dụ nó ra điều vô lý. Đấy, ví dụ là lại ra là gì, 1 là nhỏ hơn 0 chẳng hạn, kiểu như thế. Nó hai khả năng nhá, 1 là ra đúng, 2 là ra sai. Rồi thế khi thay vào mà ra đúng ra sai thì mình sẽ kết luận như thế nào? Thì mình sẽ kết luận như này này, coi như ghi là bước 4 đi. Bước 4, lúc này mình sẽ kết luận cái miền nghiệm. Kết luận miền nghiệm. Này, kết luận miền nghiệm này. Vậy thì mình sẽ dùng kết quả ở trên. Nếu ở bước 3 ấy, mà mình ra là đúng. Đấy, nếu ở kết quả bước 3 mà ra là đúng. Thì lúc này cái miền nghiệm của ta nhá. Miền nghiệm. Miền nghiệm nó sẽ là cái nửa mặt phẳng. Bạn hình dung là khi có cái đường thẳng delta ấy, đấy là nửa mặt phẳng mà chứa nửa mặt phẳng bờ, sorry đã, ghi bờ đã. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng delta và chứa cái điểm M ở trên. Nếu nó đúng thì chứa điểm M. Còn nếu mà nó sai thì cái miền nghiệm của mình là nửa mặt phẳng bờ delta nhá, nhưng mà không chứa M.
Lưu ý nhá, nếu ở trên đây mà là đúng, nếu mà là đúng thì nó sẽ là cái miền đấy là cái miền gì, nó chứa mở. Ok, nếu đúng thì là cái miền đấy nó chứa mở. Còn nếu mà nó sai nhá, nếu mà nó sai thì nó là cái miền mà không chứa mở. Ok chưa? Không chứa mở. Và lưu ý thêm nữa là gì, nếu nếu mà có dấu dấu bằng, nếu cái bất phương trình của mình có dấu bằng đấy thì mình sẽ gì, sẽ tính thêm cả cái đường thẳng, cả cái đường thẳng vào cái miền miền nghiệm đấy. Nếu có dấu bằng là tính thêm cả đường thẳng ở miền nghiệm, còn nếu mà bất phương trình không có dấu bằng thì không có cái đường thẳng đâu nhá. Nếu bất phương trình mà không có dấu bằng đấy, không có dấu bằng, lớn hẳn mới hỏi nhỏ hẳn đấy, thì lúc này là gì, không tính, không tính cái đường thẳng delta nhá vào miền nghiệm đấy. Có dấu bằng vi tính, còn không có dấu bằng thì không tính nhá. Thì thực hiện thầy theo bốn cái bước thầy vừa ghi, bốn cái bước này thầy sẽ giúp mình là xác định được cái miền nghiệm. Nào bây giờ chúng ta lấy thử ví dụ, ta nói với nhau nhá, cho cụ thể nhá. Ví dụ này, biểu diễn miền nghiệm, biểu diễn hình học ấy của cái bất phương trình này, bất phương trình ví dụ thầy cho nó lại nó đơn giản một chút, ví dụ là 3x cộng y lớn hơn hoặc bằng 3 đi nhá, bất phương trình này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi biểu diễn. Thì trước hết, bước đầu tiên là chúng ta phải đi, chúng ta vẽ cái đường thẳng này trước lại. À, ý thứ nhất này, ghi trong bài đó là vẽ đường thẳng. Ta lại đặt tên cho nó đi, ví dụ là delta. Có phương trình là gì đây? 3x cộng y bằng 3. Hay là tương đương thì rút y ra nhá. Vẽ cho dễ. Rút y ra sẽ y sẽ bằng là gì? Trừ 3x cộng 3. Được chưa? Đấy, tức là delta của thầy đấy, nên thầy chọn phương trình là trừ 3x cộng 3. Thì vẽ cái thằng này thì chúng ta nó đơn giản rồi. Đấy, nếu ai không biết vẽ thì chúng ta nhớ như như sau này. Là cách làm là chúng ta sẽ kẻ một cái bảng giá trị ra. X này. Y bằng trừ y cộng 3. Các em lấy cho thầy 2 điểm. Đúng không? Lấy 2 điểm vào đây. Thường là chọn x bằng 0 thì y bằng 3 này. Rồi y bằng 0 thì x bằng 1 đúng không? Y bằng 0 x, x bằng 1. Ok. Thì từ đây mình sẽ thấy là đường thẳng của ta là đường thẳng. Đồ thị của ta sẽ là đường thẳng đi qua 2 điểm. Điểm 0,3 và điểm 1,0. Được chưa? Thì ra là cái đường thẳng delta. Thì nó đi qua 2 điểm là điểm 0,3 và điểm là điểm 1,0. Đấy, thì sau đấy là thầy sẽ vẽ. Em có thể vẽ ra một góc. Đấy, thầy vẽ ra đây. 0,3 0,3 và 1,0 nhá. Cái góc phần tư ở dưới thì chẳng có gì cả. Nên thầy vẽ ở dưới ít thôi. 0,3 này, 1 này, 2 này, 3 này. Chỗ đây đây là 3 nhá, thì 0,3 là đầu tiên là điểm điểm này. 3 đây, 3 chỗ này. 1 0. 1 ví dụ ở đây. 1 đây, thì vậy 1 0 điểm điểm 1 0 ở tôi chỗ này này. Ok. Thế vậy trước hết thầy vẽ delta đi qua 2 điểm này nhá. Đấy, chỉnh lại tí đã. Đấy, ví dụ delta ở thầy đấy nhá. Đây là thằng delta này này. Đấy, delta của tôi đây. Bao nhiêu vuông một là xong. Sau đó mình đi, mình chọn một điểm. À, mình chọn một điểm nhá. Đây, O, X, Y này. O này. X này. Y này. Bởi vì vẽ xong mình phát hiện ra O nó không nằm trên. O nó không nằm trên delta. Đấy chưa? Thế thầy bước 2 thì đi chọn O. Đấy, thì thầy sẽ đi thầy thay tọa độ điểm O tọa độ 0,0 vào cái bất phương trình. Để bài cho là gì? 3x cộng y lớn bằng bằng 3. Ta được. Nào thay vào đây mình được cái gì nhá? Có phải thay vào là x bằng 0, y bằng 0 thì bằng ra là gì? 3 nhân 0 cộng 0 lớn bằng 3. Đấy, tương đương là gì? 0 lớn hơn bằng 3. Điều này là vô lý. Mà vô lý tức là nó ra sai đấy các bạn. Vô lý dẫn đến là gì? Điểm O 0,0 nó sẽ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.
Đấy, mà nó không thuộc miền nghiệm thì nó gì? Nó thuộc cái miền còn lại. Được chưa? Đấy, nó thuộc miền còn lại. Thì thường là cái miền nào mình không lấy, mình sẽ gạch chéo. Đấy, cái miền không lấy thường người ta sẽ gạch chéo. Đây. Đấy, gạch chéo cái miền không lấy. Ví dụ là miền miền châu là nó không lấy đúng không? Thì miền này thầy là thầy sẽ gạch này. Đấy, gạch đến 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 cái bờ đấy thôi các em nhá. Cái kia nó có một số cái nó hơi lem lem. Thì cái miền nghiệm của mình là cái bên này này. Nha, miền nghiệm của mình là cái này này. Đấy, cái chỗ thầy đánh dấu x này. Là cái miền này này, nửa mặt phẳng là bờ là delta. Thấy chưa? Và không chứa chứa ô. Đấy, thì lúc này mình sẽ suy ra nhá. Từ đây mình kết luận tập nghiệm này, cái miền nghiệm này. Vậy cái miền nghiệm của cái bất phương trình 3x cộng y lớn bằng 3 sẽ là nửa mặt phẳng. Mặt phẳng. Đấy, có bờ là cái đường thẳng delta. Đấy, đường thẳng delta này. Đấy. Không chứa điểm O 00. Dạ, không chứa điểm O 00. Đấy. Và đây là gì? Kể cả nhá, nó kể cả cái bờ này nhá. Và kể cả vì có dấu bằng mà. Và kể cả là bờ từ viết nào. Và kể cả bờ delta luôn. Nhá. Đấy là trên hình của mình là cái miền mà không bị gạch. Nhá, trong hình của mình sẽ vẽ là cái miền không bị gạch. Đấy, hiểu cái vấn đề ở đây chưa? Đấy, chúng ta là thử một cái nữa. Chúng ta thử lấy một cái khác nữa. Ví dụ nữa. Ví dụ 2 cũng là biểu diễn miền nghiệm nhá. Biểu diễn miền nghiệm thầy cho bất phương trình khác này. Bất phương trình của thầy ví dụ là 2x trừ 4y nhỏ hơn 8. Ok. 2x trừ 4y nhỏ hơn 8. Thì trước hết là bước đầu tiên phải vẽ là cái thằng này đã. Nhất là vẽ cái đường thẳng delta là 2x trừ 4y bằng 8. Em có thể rút ra, đầu tiên rút 4y này. 4y thì bằng 2x trừ 8. Hay là y của em là bằng gì đây? 1 phần 2x trừ 2. Đúng không? Tức là ta phải vẽ cái đường thẳng này trước. 1 phần 2x trừ đi 2. Thì bây giờ em lập một cái bảng giá trị ra. Đấy, ví dụ đầu tiên x bằng 0, y bằng âm 2 này, giá trị đẹp này. Thường nên chọn những cái số nào mà nó là số nguyên đấy. Ai cho dễ, ví dụ x bằng 2. X bằng 2 thay vào là 2. 2 trên 2 là 1, 1 trừ đi 2 là bằng âm 1. Thay vẽ hai điểm này đi. Thì là nó sẽ ăn delta của ta đi qua hai điểm là 0 trừ 2 và 2 trừ 1. 0 trừ 2 và 2 trừ 1. Ok. À hoặc không thì vẽ giao điểm ấy cũng được. Cho y bằng 0 cũng được, y bằng 0 giá trị cũng đẹp. Tại chỗ này nếu em thích em lấy điểm y bằng 0 cũng được này. Ví dụ thầy vẽ thêm một cái điểm khác nha, ví dụ y bằng 0 này. Y bằng 0 thì 1 phần 2 bằng 2 tức là x bằng 4. Điểm 0 4 cũng điểm 4 0 cũng đẹp em ạ. Điểm 4 0 cũng đẹp. Đấy thì bây giờ có nhiều cách để vẽ nhá. Nào vẽ hệ trục trước này. 0 trừ 2 và 4 0. Đấy thì ta vẽ như này này. Như vậy là cái miền ở bên miền với y dương là không có cái gì cả. Ta vẽ ít thôi. Đây thì vẽ như này. Chỗ 0 âm 2 nhá, 0 âm 2 đây. Âm 2 chỗ này. Kiểu 0 âm 2 là được một điểm chỗ này rồi nhá. 4 0 này. 4 0 này. 1 2 3 4. Thì đây là 4 này. Vậy điểm 40 là chỗ này, hai điểm màu đỏ thì đánh nhá. Bây giờ bạn chỉ cần kẻ thầy delta ra trước đã. Chưa? Đấy. Delta của tôi đây này.
sau khi vẽ xong thì phát hiện ra là ô ô không nó cũng không nằm trên đấy, thế thử ô vào đúng không, thay tọa độ điểm ô không không vào bất phương trình đấy thì ta được à, vậy là gì đây, 2 nhân 0 trừ 4 nhân 0 nhỏ hơn 8, vậy ra là 0 nhỏ hơn 8, điều này luôn đúng đúng không, luôn đúng. À vậy thì cái miền của mình là gì, chứa cái điểm 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 ô đúng không nhỉ, vậy cái miền của ta là lúc này là chứa ô chứ không phải không chứa ô nữa, và ở đây bất phương trình của mình nó không có dấu bằng, vậy thì ghi ra là gì, vậy miền nghiệm à, hoặc là từ từ thầy suy ra nó ô đã, suy ra điểm ô tọa độ là 0 0, nó sẽ thuộc miền nghiệm, thuộc miền nghiệm của cái bất phương trình. Rồi bây giờ thầy gạch trước các nhá. Nào bây giờ ô thuộc miền nghiệm thì phần còn lại thì gạch chéo. Cũng có lúc nhá, cũng có lúc thì họ lại lựa chọn cái giải pháp là họ gạch cái miền là nghiệm. Thế chứ còn quan trọng là tùy vào quy ước của đề bài người ta bảo gì. Đây cái miền gạch đi sẽ không không là nghiệm các bạn nhá. Đấy cái này không là nghiệm thì gạch đi này. Người ta sẽ lấy cái miền bên kia. Ok chưa? Đấy, cái miền bên này sẽ là miền nghiệm này. Đây. Đấy, miền nghiệm. Thế đây kết luận là vậy. Miền nghiệm của cái bất phương trình này sẽ là nửa mặt phẳng. Nửa mặt phẳng. Bờ là cái đường thẳng delta. Đấy. Hoặc mình có thể mà ngoặc ra là gì? Không kể delta, tức là không kể cái bờ ấy, và nó gì, nó có chứa điểm ô không. Đấy, lúc này cái miền chứa ô thì lại là miền lấy nghiệm được, được chưa? Đấy thì đây là cái cách để mình biểu diễn nhá, thì cái này nó hát rất hay hỏi các bạn trong trắc nghiệm, được chưa? Bạn phải biết vẽ, thực ra là em vẽ là ra như này thì cả người ta hỏi trong trắc nghiệm hỏi kiểu gì ấy, cho sẵn đồ thị này hỏi kiểu gì mình cũng trả lời được. Rồi ai hiểu cái cách xác định miền nghiệm rồi giơ tay thầy xem nào. À, các bạn gác xong chưa nào? Ok thì giơ tay nào. Chúng ta ghi thêm một ý nhỏ ở đây, phần 3 này. À phần 2, sorry các bạn, phần 2. Đấy, ý 2 trong cái trong lý thuyết này nhá. Ra phần này là bài tập thầy đã ghép luôn vào đây rồi. Thầy nói về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Được chưa? Thì lúc này bây giờ trong một hệ nó không chỉ còn một cái nữa. Ví dụ là cái thứ nhất là AX cộng BI này. Bằng lớn hơn C chẳng hạn. Đấy, hay cái dưới ví dụ có thể là A phẩy X cộng với B phẩy Y nhỏ hơn bằng C, ví dụ C phải kiểu như thế. Tức là nó sẽ gồm hai bất phương trình ở trong cái hệ này. Thì cách làm của chúng ta như thế nào? Ví dụ người ta cũng vẫn muốn mình biểu diễn cái miền nghiệm nhá. Nếu ở đây thì mình có thể bắt đầu giải được rồi này. Chẳng hạn thì ví dụ miền nghiệm của mỗi ông nó sẽ như thế này. Đây ví dụ hệ trục thầy như này. Nhá, chẳng hạn là thằng thứ nhất thằng này này thì mình biểu diễn bởi thằng là delta nhá. Delta 1 đi. Thằng này biểu diễn bởi delta 2. Đấy, hai cái đường mà chúng ta sẽ vẽ ấy. Đấy, delta 1 của thầy đây. Hạ đây, delta 1 đây. Và cái miền nghiệm của thầy là cái miền này. Là cái miền mà chứa ô. Đó, chẳng hạn miền nghiệm của thầy là miền chứa ô này. Thầy sẽ gạch cái miền trên này đi. Đúng không? Thầy sẽ gạch cái miền ở trên này đi này. Đấy, thì giữ là miền bên dưới, đúng không? Đấy, ví dụ đây là delta 1 nhá. Và tiếp tục em lại làm tiếp, em vẽ delta 2. Hiểu không nhỉ? Thì sẽ vẽ delta 2. Ví dụ delta 2 của thầy như này. Đấy, ví dụ delta 2 như này nhá.
delta 2 thể như này. Đấy, delta 2 đây. Đấy, và delta 2 cũng là miền chứa ô chẳng hạn. Delta 2 cũng là miền chứa ô. Thì lúc này chúng ta cũng tiếp tục tương tác gạch. Nguyên tắc lại tiếp tục gạch cái phần không 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 chứa ô đi. Đây, ví dụ thầy gạch nhá. Đây. Đây sẽ là miền thầy bỏ đi này. Đấy, thì sau khi gạch xong hai cái này, kể cả 3 4 5 các thứ nhiều hệ cũng được nhá. Nhiều phương trình, bất phương trình nữa cũng được. Thì lúc này chúng ta thấy là cái miền còn lại này. Cái miền bạn nhìn cái miền mà thầy đường biên của thầy đưa màu xanh này này. Đấy, cái vùng này này. Chính là cái miền nghiệm của cái bất phương trình của chúng ta. Đây này. Trong cái miền này này. Tất nhiên là nó sẽ đi rộng ra đến khi lên chỗ nào mà thiếu trục số các bạn nhé. Đấy, còn nó ra nữa thì chúng ta không biểu diễn, tức là nó ra đến vô tận. Nhưng mà vì trục số các em vẽ đến tầm này thôi. Thì cái miền này chính là miền nghiệm này. Đấy, miền nghiệm. Người ta có cho nhiều nữa cũng được nha. Đây, thầy lấy ví dụ là 2, chỉ có thể là 3, 4, 5. Nhiều bất phương trình nữa cũng được. Thì em cứ nguyên tắc là vẽ từng thằng một nhá, vẽ từng thằng một xong rồi nhớ là nên làm cách làm là gì, cái miền nào là lấy ấy, thì không gạch nhá, chúng ta gạch cái phần nào không là miền nghiệm, thì cuối cùng là cái miền nào mà không bị gạch, cái miền nào cuối cùng sau khi vẽ xong hết. Đấy, nguyên tắc nhá là vẽ từng cái miền nghiệm, từng bất phương trình, vẽ từng miền nghiệm, và cuối cùng là sau thì cái miền nào mà không bị gạch, miền không bị gạch sẽ là miền nghiệm của cái hệ bất phương trình. Đấy nhá, nhớ thầy cái chỗ này nhá. Đấy, gạch cho thầy cái miền không là nghiệm đi, thì cùng về sau cái nào không gạch, không bị gạch nhá, không bị gạch sẽ là miền nghiệm của hệ bất phương trình. Đấy, như cái phần xanh thầy vẽ bên này. Đấy, hiểu nguyên tắc chưa? Cái bài này thì nó ngắn gọn thôi, nó không có gì cả. Rồi, những ai đã nắm được những cái phần vừa rồi thầy nói thì ấn giơ tay nào. Các bạn nhớ lát nữa chúng ta gửi cái vở ghi của mình lên nhá. Còn bài tập về nhà lát thầy sẽ gửi yêu cầu lên trên nhóm. Các em nhớ làm sớm đi nhá. Làm sớm đi để hôm sau vào học cho đúng giờ. Được chưa?